Xin chào. Chào bạn. Mở máy. Ok. Thư giãn. Ok. Chào các bạn, mình là Minh Đức. Làm việc ở nhà được gần 2 tháng rồi. Lúc đầu mình khá hứng thú với việc làm ở nhà. Tuy nhiên, mình lại rất lười vận động. Mọi người đều ở nhà nên việc bếp núc dọn dẹp nhiều hẳn lên. Dạo gần đây mình tất bật với con cái, nhà cửa, từ sáng đến tối không ngơi tay. Một vài hôm là người mỏi nhừ, nhất là vai. Mà mình lại có kiểu ngồi ở nhà một mình không ai nhìn thấy, nên là chơi đủ 36 tư thế. Cái này mình cố sửa, nhưng cứ được một lúc là lại đâu vào đấy. Dần dần mình bị uể oải và nhức mỏi trong người. Buổi tối ngủ không ngon như hồi trước. Mới đây, mình quyết định tậu em ghế massage để tại nhà. Vừa massage thư giãn, vừa lưu thông máu. Vừa tiện cho mình thư giãn nghỉ ngơi ở nhà, vừa rảnh tay, ghế massage rất thông minh có thể giao tiếp bằng giọng nói. Xin chào. Chào bạn. Mở máy. Ok. Thư giãn. Ok. Mỗi ngày mình ngồi 40 phút, 20 phút buổi sáng và 20 phút buổi tối trước khi ngủ. Cảm giác con người nhiều năng lượng hơn hẳn, ngủ cũng ngon giấc, tỉnh táo và làm việc năng suất hẳn lên. Các bạn có thể tham khảo hãng ghế massage Masuke mà mình đang sử dụng đây. Ghế Nhật nên ngồi rất thích và khá nhiều tính năng thông minh. Masuke có rất nhiều mẫu ghế phù hợp cho bạn lựa chọn. Mình thấy rất nhiều khách hàng sử dụng nên mình rất tin tưởng. Vận chuyển giao hàng nhanh chóng, linh hoạt trên toàn quốc. Vận tải bằng xe riêng, được khử trùng trước khi xuất phát. Dùng thử miễn phí ghế massage chăm sóc sức khỏe Masuke, Inada, Oko tại nhà theo quy trình an toàn và đảm bảo hạn chế tiếp xúc. Kênh tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn online, hoạt động 24/7. Đặt ngay ghế massage chăm sóc sức khỏe Nhật Bản được tin dùng nhất từ Masuke Home tại masuke.com.vn.